Ở đây là team lũng quần. Đi thăm con cờ lũng cú. Đây rồi. Mình đã tìm thấy team lũng quần. Team lũng quần. Đây, team lũng quần đây nè. Vì trời mưa nên là mọi người mặc quần đùi hết mọi người ạ. Chính vì vậy gọi là team lũng quần lên cực cờ lũng cú. Hai bạn trẻ, một bạn ở miền Nam, một bạn miền Bắc. Hai bạn gặp nhau trên cực cờ lũng cú và trang phục lũng quần đi thăm lũng cú. Sau một hồi leo núi mệt mỏi thì mình đã check in được trên cực cờ lũng cú. Xin chào mọi người. Hiện tại mình đang leo lên cột cờ lũng cú ở Đồng Văn. Trời hôm nay rất là kìa mưa. Thư làm hướng dẫn viên đi Thư. Hôm nay tôi team lũng hồ thì tôi sẽ dắt các bạn đi lên cột cờ lũng cú. Các bạn thấy chặng đường chúng tôi đi có gian nan không ạ? Đây là điểm phía Bắc và chúng tôi rất chi là cực vất vả khi lên đây. Và đây là team lũng quần. Đi thăm con cờ lũng cú. Đây là chặng đường phải cực Bắc của Việt Nam. Theo như các bạn đã thấy, đây là cực Bắc của tụi tôi, là cực lắm lên đây. Đúng rồi, đây là điểm cực Bắc của Việt Nam. Và team bọn mình thì cực lắm mới lên được đây. Cà Mau biển giờ lên đến đỉnh. Đúng rồi. Vì là trời mưa và cứ lúc nào bọn mình tháo mua áo mưa ra trời để mưa nên là quyết định lên đây mặc áo mưa để trời nắng. Đây là quang cảnh từ cột cờ lũng cú nhìn xuống này. Trời mưa, mây và sương bao phủ luôn. Đường lên cột cờ lũng cú thì được xây bằng, được lát bằng đá, bậc nó cũng thoải mái nên đi rất là dễ. Tuy nhiên là trời mưa ướt này mọi người không đi tông giống mình. Mình đi tông này dễ sấp mặt lắm. À đây rồi, đã đến cột cờ lũng cú. Nói chung là Việt Nam mình thì có bốn cực, Đông Tây Nam Bắc, thì lũng cú là cực Bắc, A Ba Chải cực Tây. Còn cực Đông thì có hai điểm đang mọi người đang tranh cãi nên mình cũng không đề cập. Cực Nam thì mọi người biết rồi, đó là mũi Cà Mau. Đây rồi, mình đã tìm thấy team lũng quần. Team lũng quần. Vì trời mưa nên là mọi người mặc quần đùi hết mọi người ạ. Đây này. Chính vì vậy gọi là team lũng quần lên cực cờ lũng cú. Không, sai, team lũng quần nữa nè. Đây, team lũng quần. Mọi người mặc lũng ghê á. Ok, mình sẽ quay cảnh cực cờ lũng cú cho mọi người xem nhá. Cực cờ được lát bằng đá rất đẹp và chắc chắn nó thể hiện được chủ quyền của Việt Nam. Đây là một nơi rất thiêng liêng của đất nước chúng ta. Hầu như là mọi người đi trên Hà Giang đều lên đây check in cả. Mọi người nếu mà đi Đồng Văn thì đi từ thành phố Hà Giang lên thì chưa nên đi cột cờ lũng cú vội, mà lên Đồng Văn chơi ở trên Đồng Văn chán chê đi, lúc về thành phố thì đi theo cái con đường lúc đi thì nó đẹp hơn. Đây cột cờ lũng cú. Thì thực ra đây là điểm cực Bắc, nhưng mà cái cột cờ này cách biên giới khoảng gần 2 cây nữa, nhưng cũng có thể nói là chưa phải là điểm cực Bắc đâu, nhưng mà người ta lấy cái mốc của cột cờ này để làm điểm cực Bắc. Sau một hồi leo núi mệt mỏi thì mình đã check in được trên cột cờ lũng cú. Thì tóm lại là cột cờ này được đầu tư xây dựng khá là kiên cố, vững chắc,
thể hiện chủ quyền của Việt Nam. Mọi người lên Đồng Văn thì nên đến check in tại cột cờ Đồng Phú. Ok, chào mọi người nhá. Mình quên mất, trên cột cờ Lũng Cú có cái đĩa hầm mà chui vào bên trong thì lên trên đỉnh cột cờ luôn. Tức là cái chỗ mà người ta hay gõ cờ ấy. Mình cũng đi vào luôn, đã mất công đi luôn. Thì đây là con đường lên cột cờ này. Con gái là chị tôn trọng cho nên chị quyết định bỏ chứ biết thế nào. Bỏ luôn. Thì chính vì là nhà cái ông này bỏ chúng ta đã bảo với anh qua là chắc là một khi chị đã biết rồi, chắc là nó đường lên đường làm bằng cột thang sắt cao hình sắt bậc thang thì thấp nên là đi dễ. Trời mây mưa quá. Mà may cái lúc mà mình lên thì tạnh nên là cái lá cờ nó bay phấp phới rất là đẹp. Như nào ném áo mưa được, tạnh đấy. Chú làm biên phòng đây hả chú? Không, chú làm ở đây mà người ta bảo thế này. Chú cũng đoàn của chú đi. À, cũng chú ở đây phòng ở đây đoàn cũng quân đội cho người ta. Họ người ta dặn một trời đối không? Cũng được làm. Chú đi tham quan à? Ừ. Chú ở đâu đến? Thái Nguyên. Chị đến rồi. Đi đâu? Mấy vòng nữa? Bá tay vào đây. Cột cờ này cao tầm vẫn chưa lên gì. Vâng ạ. Ôi trời mệt quá. Bỏ chân rồi bác ạ. À, lên đến nơi rồi. Lên rồi. Cuối cùng lên đến nơi. Rồi, đây rồi. Lá cờ to lắm mọi người ơi. Nhìn này. Trời nắng bay phấp phới. Cái gì? Đây rồi, đây là cột cờ. Đánh dấu chủ quyền của Việt Nam. Cột cờ Lũng Cú. Khá là thiêng liêng. Núi non Hà Giang tập trung, máy bay sắp tới. Hết, vậy là hết của cột cờ Lũng Cú. Đây. Xin chào các bạn. Đây là chú Ếch. Wow vư và wow hiệu. Đây đi chuột. Hai bạn trẻ, một bạn ở miền Nam, một bạn miền Bắc. Hai bạn gặp nhau trên cột cờ Lũng Cú. Và trang phục Lũng Quân. Đi thăm Lũng Cú. Đây outfit của Tây đấy nhá. Ok, chào mọi người, mình kết thúc video đây. Thấy Thái. Đi xong.